Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em đến với nhà của anh Mao để giao lưu với mọi người một số phôi mai bông trang luôn ha. Đó. Phôi mai dạng khủng khủng không này ha. Bonsai đế đẹp lùng lực luôn. Đó. Đế là đều tròn hết trơn ha. Củ đế nở luôn. Đó. Có một cây phát tài luôn ha mọi người. Rồi, chào khán giả cái luôn anh ơi. Rồi, em xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em cũng có về 5 trái bôi mai với 5-6 bôi trang đỏ lá nhỏ. Và cũng có 1-2 thôi giao lưu lại, giao lưu với cô bác anh chị. Mong cô bác ủng hộ em này. Rồi, số điện thoại của em là 0939048121. Tên Mao, ở khu vực Tân Mỹ, phường Bình Thạnh, quận Cái Răng. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn anh ơi. Rồi, đầu tiên là cây mai tàn. Cây số 1 là cây mai tàn nhỏ ha cô chú anh chị. Tàn cũng tròn đều hết trơn ha. Này về mình đi. Này về mình vô dây mình chơi lại ha. Không thì cây này giảo 8 cánh ha. Không thì mình về mình cắt mình chơi bonsai cũng được ha. Đế khá đẹp nè. Khá đế củ nở. Nguyên một cái bệ đế liền luôn ha. Củ nở tròn vo. Rồi, cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Cao 1m8 ha. Tán ngang khoảng 1m4. Tán ngang là 1m4. Rồi, hoành thân 29 đi. Ở đây là 24. 24 hoành ha. Xích xuống dưới là 30. Xích dưới xíu là 30 ha cô chú chị. Cụ đế khá đẹp lắm. Rồi. Rồi, mã số 1 vô luôn với cô chú anh chị 1 triệu. Cây số 1 này là 1 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship 200 km ha. Rồi, cây số 2 ở cây phát tài ha. Đó, 2 thân ha cô chú anh chị. Cây lực lắm ha, cái bệ đế nè. Bệ đế là liền bon luôn ha. Đế là đều 24 giờ luôn. Bệ đế rất là đẹp ha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao mà 1m4. Chiều cao là 1m1. Mình đo 20 vị trí đi cô chú anh chị tham khảo. Hoành vị trí này là 93. 93 hoành ha cô chú anh chị. Xích dưới xíu là nó càng ngày càng nở ra ha. Nở nó bài ra. Vị trí này là tới 1m10 mấy, là 1m14. Xích xuống xíu là 1m14 nha cô chú chị. Chỉ xích một xíu thôi. Rồi, cây số 2 này giao lưu nhiêu với anh? Rồi, mã số 2 giao lưu lại cho cô chú anh chị là 4 triệu. Cây mã số 2 này là cây phát tài ha cô chú chị. Giao lưu là 4 triệu, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 3 là cây mai vàng. Cây mã số 3. Cây mai vàng, cây lùng lực. Lùng lực ha, cây giót cây luôn ha cô chú anh chị. Có cái nhánh bài luôn ha. Chi cành đóng là đều hết trơn ha. Cái này mình về mình chơi ghiên hoặc ghép cũng được ha cô chú anh chị. Cây cũng giót cây lắm. Đế là vàng đế bao đẹp cho cô chú anh chị luôn ha. Bệ thịt nè ha. Nguyên đây là nguyên một cái bệ nè, liền luôn ha. Đế là cộng lực lực không à. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ạ. Chiều cao là 70. Hoành thì có 23 vị trí luôn. Vị trí này là 53. 53 hoành ngay vị trí đó ha cô chú anh chị. Trên này 52. Xích lên xíu đó là 51 ha. Mã số này là mã số 3. Số 3. Số 3 vô với cô chú anh chị là 15 triệu. Cây mã số 3 này là 15 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo cây số 4 là một cây bonsai lùng lực ha. Rồi, cây này cũng giao lưu lại luôn, cây này khá đẹp. Cây này đế là rất là lực ha cô chú anh chị. Cây này cũng có khách chốt rồi nhưng mà khách trả giá em ra không nổi, ra là xù lại. Đế nè. Cộng nào ra cộng đó đều gan ha. Cũng có xù ha. Cây này cũng có xù mấy cái nách nè.
này về cô chú anh chị mình cắt lại ha. À, anh mau chừa cho cô chú anh chị mình cắt ha. À, rồi cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Cao là 60. Chiều cao là 60. Hoành là 59. 59 hoành ha cô chú anh chị. 60 đó mà 60 yếu. Hoành thăng ha. Rồi ở trên này thì ngay cái nhánh nó nở ra 61. Rồi, trên này xíu là ra 61 ha. Ngay cái eo nhỏ nhất là 59. Chi cành là đều hết trơn ha. Về cắt lại là cây này khá đẹp á cô chú anh chị. Rồi cây số 4 này giao lưu nhiêu danh? Cây số 4 giao lưu lại cho cô chú anh chị là 20 triệu. Đó, cây mã số 4 này là 20 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo cây số 5 đó là một cây tàn đó, cây tàn đế đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 5, cây tàn. À, cây này về cô chú anh chị mình vô dây lại ha, là tàn cũng đều hết trơn ha. Kéo ra thì à. Nè, đế nè, nhỏ nhưng mà cũng khá đẹp. Cây này tuy cái thân của nó nhỏ ha, nhưng mà đế cũng khá dữ dữ lắm ha cô chú anh chị. À, bậy thịt nè ha. À, đế là đặt kẹo luôn. À, đế là hai lớp đế ở trong lớp nè, ngoài lớp ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao là 2m. Cao 2m ha cô chú anh chị. Tán ngang cũng 1,5m luôn. Hoành thì nhỏ thôi nhưng mà nó đẹp. Hoành 24, 23. 23 hoành ha. Cây này mình cắt ra bonsai mình chơi cũng đẹp lắm ha cô chú anh chị. Bonsai là có đuôi luôn. À, tùy cô chú anh chị ha. Cái cây này nếu để tàn thì mình chơi cũng khá đẹp ha. Hoặc là mình chơi bonsai rồi mình cắt lùng lại mình nuôi tàn lại ha. Rồi cây số 5 này giao lưu nhiêu danh? Cây số 5 giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000. Đó, cây mã số 5 này là 2.400.000, bao ship toàn quốc luôn. Đó. Tiếp theo cây số 6. Đây, cây số 6. Đó, một cốt luôn ha cô chú anh chị. Chi cành đóng cũng đều luôn ha. Đế đều luôn cô chú anh chị ơi. Đế rất là lực ha. Đế cộng bự bự không nè. Đế là đều hết trơn luôn. Cây cũng lên da me hết trơn ha. Lên toàn thân hết trơn ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao là 70. Chiều cao 70. Hoành là 45. À, hoành là 45 ha. Cây này chi cành đóng khéo lắm ha cô chú anh chị. Một cốt con sai lùng luôn, lùng lực luôn ha. Rồi cây số 6 này giao lưu nhiêu vậy anh? Rồi mã số 6 giao lưu với cô chú anh chị là 4.400.000. À, mã số 6 này là 4.400.000, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Số 7. Số 7 là số 7 là một phôi ngâu ha cô chú anh chị. À. Này là một bãi ha, liền một bãi luôn ha cô chú anh chị, không có thân nào ghệ trơn ha, 5 thân. À, ngủ phúc luôn. Cây này về mình về mình cưa lại mình chỉnh sửa lại ha. 5 thân đẹp lắm ha. À. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao là 80. Chiều cao là 80. Cái này nó liền nguyên cũ luôn, đặt luôn nha cô chú anh chị, nó rồi nha. Nguyên cái bệ của nó là nguyên cái bệ đặt của nó là 76. 76 hoành ha cô chú anh chị. Bệ cũng khá khủng ha. Rồi cây số 7. Đó, cây mã số 7 này là 900.000, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Số 8. Chồng chồng.
Tiếp theo là phôi mai số 8. 8 mini bonsai. À. Cây này đế cũng đều hết trơn ha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao 40. 40 chiều cao. Hoành thân là 35. 35 hoành. À. Rồi, mã số 8 giao lưu với cô chú anh chị là 700. Đó, mã số 8 này chỉ có 700 ngàn thôi cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, số 9 luôn. Số 9, à, cây số này 9 cũng to sát lắm ha. À, cục sầu luôn nè cô chú anh chị. Đế nè, đế cũng đều hết trơn ha. Rồi, cho em xin thông số luôn. Rồi, cao là 47. 47 chiều cao. Hoành thân đây là 35. 35 hoành ha. Rồi, mã số 9 này giao lưu lại là 1 triệu mốt cô chú anh chị ơi, cái này có lên sù luôn. Mã số 9 này 1 triệu mốt luôn ha cô chú anh chị, bao ship luôn. Có sù luôn ha. Số 10. Đây, số 10, cây này bữa hổm ngày quên. Cây này cũng trước lần là quên rồi bỏ không biết rồi. Không đâm chồi hết trơn luôn ha cô chú anh chị. Mấy cây này là sống khỏe luôn. Đế nè. Khá đế luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao 50. Chiều cao là 50. Hoành 26 yếu. 26 hoành ha, ngay vị trí đó ha cô chú anh chị. Mã số 10 giao lưu với cô chú anh chị là 700 luôn. Mã số 10 này là 700 ngàn luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Số 11. Cây này đế khủng luôn cô chú anh chị ơi. Đây, số 11 đế là khỏi chê cô chú anh chị ơi. Đế là hai lớp đế ha. Đế đều hết trơn luôn. Chỗ này nó có cái khúc trứng này ha cô chú anh chị. Cây già cây ha. Một cốt ha. Chi cành đóng cũng ok hết trơn ha. Rồi, chiều cao. Cao 70 luôn. Cao là 70. Hoành thân là 24. Hoành 24 ha. Cây này đế khủng lắm ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 11 giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 200 ngàn. Cây số 11 này là 2 triệu 2, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 12. Mã số 12 là cây trang này là trang đỏ lá nhỏ ha, trang đỏ lá nhỏ. Một cốt ha cô chú anh chị, lắm là cô chú anh chị. Giờ kiếm cây này là không ra đâu ha. Chi cây nó cũng có đầy đủ hết. Chi cành là cũng đều cho ha, đâm trời sống khỏe hết trơn rồi. Vậy là cô chú anh chị chỉ bẻ ra là chơi. Rồi, cho em xin thông số luôn. Cao là 80. Chiều cao là 80. Hoành 25. 25 hoành ha cô chú anh chị. Trên đây nó có mấy cái cục cũng trên đây nó 27. Xích trên xíu là 27 ha. Cây bự lắm ha cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu nhiêu vậy anh? Rồi, mã số 12 giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu. Cây số 12 này là 6 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp 13. Theo cây số 13. Cây số 13 là một cây dán bay ha cô chú anh chị. Cây bay này để cài nó lên. Này cũng là đỏ lá nhỏ ha. Cốt nó bự lắm ha. Nguyên gốc luôn nha cô chú anh chị. Liền một bể ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Rồi, chiều dài tới đây là 80. Dài 80. Hoành nguyên cái cũ của nó. 35. 35 hoành. Rồi, mã số 13 này giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. Cây 13 này là 3 triệu ha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo cây 14. Bonsai lùng lực ha. Cây 15 mà nói. Cái bể đế này khủng lắm ha cô chú anh chị. Cái này nguyên một bể liền luôn nha cô chú anh chị, bể đặt luôn á. Bể đế đặt kẹo luôn ha. Đây là liền một bể ha. Nay là nó lên mạnh dữ lắm, mạnh này bao sắm cô chú anh chị luôn. Trăng đỏ lá nhỏ ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao thì nó 35. Chiều cao là 35. Nguyên một cái cũ dữ lắm nha cô chú anh chị. Vị trí này là 41. 41 hoành ha.
liền nó hết trơn ha. Dữ lắm luôn á. Cái bệ đế của nó là 57 luôn. 57 ha, xích xuống xíu ha. Nguyên cái nồi này là đế đặt hết. 94, 94 ha cô chú anh chị. Nó trang mà kiếm được cái cũ gì cũng khó ha. Rồi, cây này anh giao lưu nhiêu vậy anh? Số 14 giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000. Cây số 14 này là 3.200.000, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo cây số 15 là một cây tứ quý ha. Tứ quý tàn ha cô chú anh chị. Đó. Này là về mình vô dây mình khéo lại sơ cho nó tròn lại ha cô chú anh chị. Chi tàn cũng dày ha. Một cốt thoát thân luôn, đế nè. Cái củ đế phía trong cái là đặt ha. Đế là đẹp rồi. Rồi cho anh xin thông số luôn anh ơi. Chiều cao là 2m2 ha. Hoành 27. 27 hoành ha cô chú anh chị. Rồi mã số 15 giao lưu với cô chú anh chị là mai tứ quý 1.300.000. Đó cây 15 này là 1.300.000 ha, bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Cây 16 là một bụi trang. Bụi bụi trang đỏ lá nhỏ thuần chậu ha. Tốt lắm, tốt rồi. Cốt cũng bự bự không ha. Cũng cỡ mười mấy không đó, 15 tới 17 đó. 15 17 lắm nha cô chú anh chị, nhưng mà đo không được, nằm ở trong. Mấy nhánh ngoài này chỉ có 9 10 vậy thôi. 8 9 10. Một bụi ha. Tròn do luôn rồi. Này là bự lắm, bự nào mà đo không được. Rồi, cho em xin thông số luôn đi anh ơi. Mấy cái chiều cao. Cao 1m1. Cao là 1m1. Cái này thường chậu anh rút chậu lại nha cô chú anh chị. Nửa ship là rút chậu lại ha. Chậu nặng lắm ha cô chú anh chị. Vậy cũng bể hả? Đo gì đi. Nhiều. 60. Hoành ở trong là 60 ha. Hoành đặt ở phía trong luôn á. Đo thử thân nha cô chú anh chị xem để nhìn đi. Khó đo quá. Cái cốt của nó nằm sâu ở trong hơi khó đo ha. Đo hào hào thôi. Đây ở đây là nó là 17 rồi đó cô chú anh chị. 17 ha cô chú anh chị. Cái thằng đó ha. Nó có hai thân bự vậy đó. Rồi mã số 16 này là cây thường chậu là 1.200.000. Cây 16 này là 1.200.000 ha, bao ship toàn quốc luôn. Thường chậu tốt, sống khỏe luôn. Cây 17. Một cây cái phong hơi bay bay ha. Bay ha, nhắn bay. Nguyên một củ đặt luôn nha cô chú anh chị. Nguyên một cái củ nè ha. Nguyên một cái bệ thịt luôn ha cô chú anh chị, liền luôn. Trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi cho em xin thông số luôn nè. Nguyên một cái mảng bay là 75. Chiều dài là 75. Nguyên một cái góc đặt, góc cũ đặt luôn cô chú anh chị. Này giống như là một thân ha. 29. 29 hoành. 28 hoành ha. Cái này cũng là giống như là một thân vậy đó. Thân nó đó. Lên tới đây có chút vậy hả, nó tẻ ra làm ba ha. Một bệ đế thịt. Rồi cây này giao lưu nhiêu với anh? Rồi mã số 17 cũng là mã số cuối cùng của clip này, em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000. Cây số 17 này cũng là cây cuối cùng của clip luôn ha cô chú anh chị. Rồi cây 17 cũng cuối cùng luôn cô chú anh chị. Em xin mến chào cô chú anh chị luôn, mong cô chú anh chị ủng hộ em rất là cảm ơn nhiều. Rồi cô chú anh chị nhớ ủng hộ anh Mau ha. Để anh Mau đi tìm những phôi mai bông trang đẹp khủng về giao lưu với cô chú anh chị nha. Em cũng xin chào. Chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.